Ngay ở phút 11, từ tình huống chọc khe của đồng đội, Osini đã có pha băng xuống rất nhanh trước khi tung ra cú sút sệt hạ gục thủ thành Thanh Bình, đem về bàn mở tỷ số cho Hoàng Anh Gia Lai. Dù sớm bị dẫn bàn, nhưng SHB Đà Nẵng đã không hề nào đúng. Với những điều chỉnh trong đội hình khi bước sang hiệp 2, các vị khách liên tiếp có được hai bàn thắng. Đầu tiên là pha dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm của Minh Phương và kế tiếp là cú volley cận thành của Gaston Melo. Tất nhiên Hoàng Anh Gia Lai không chấp nhận thất bại tại Pleiku, nơi mà họ bất bại kể từ đầu mùa. Liên tiếp gây sức ép về phía cầu môn của Thanh Bình, rút cuộc đúng vào phút cuối cùng của trận đấu, Evando đã chớp thời cơ để đem về bàn ấn định tỷ số 2-2 cho Hoàng Anh Gia Lai.